Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tên là Trần Kim Lương, năm nay 45 tuổi, bị ù tai 10 năm nay rồi. Rồi bị ở bên tai nào? Em là bị cả hai tai. Rồi hiện tại giờ sao? Dạ. Hiện tại bây giờ sao? Hiện tại thì vẫn đang ngủ. Cháu tên cái là Minh lúc... ạ. Cháu năm nay 10 tuổi rồi ạ. Cháu bị đít tai từ cái lúc nhỏ nhỏ cơ ạ. Lúc nhỏ sinh ra thì cũng thấy bình thường, nhưng mà đến khi mà 3-4 tuổi thì thấy cháu có cái biểu hiện lơ ngơ. Thì cũng cho đi khám bác sĩ, nhưng mà bác sĩ nói là tôi bị tiếng kêu như ve rít ở bên tai trái, bên trái, đầu trái, và đã 2 năm nay rồi, chữa chạy nhiều nơi không khỏi. Và tôi có lúc thì nó lại lặng đi, nhưng mà có lúc như hôm nay nó lại rít lên. Tôi là Lê Thị Tuyến, năm nay 63 tuổi. Tôi bị điếc hẳn một bên tai này cách đây 5 năm. Tức là trong đầu tôi lúc nào nó cũng như thể là cái máy bị hết pin, đài hết pin cứ rò rè. Thế còn từ Tết đến giờ thì từ Tết âm lịch đến giờ thì bị chóng mặt đến 3 lần này. Mà cái tai này trước đây là nghe rõ, nhưng mà từ Tết đến giờ là nghe có phải còn độ khoảng độ 60-70%. Dạ, cảm ơn các bạn. Tôi là Vũ Thị Trư, 70 tuổi. Tôi bị ù hai tai và trước không nghe rõ. Bị lâu chưa? Mẹ bị lâu? Lâu chưa? Bị hơn chục năm nay, coi như là vì nói chung là bị sức ép bom từ ngày đi xem trung phong, nhưng bây giờ càng già thì nó càng điếc, cái thần kinh nó kém, càng già nó càng điếc đi. Dạ rồi. Tôi tên là Phó Như Hòa, năm nay tôi 64 tuổi, bị tai bên phải từ cách đây hơn 20 năm. Bây giờ nó cứ có tiếng như ve sầu kêu thôi, ve sầu kim kêu trong tai. Đợt trước hết á là mình bơm máu lên trên cái vùng đầu bằng cách đó là mình sẽ tác động vô cái cơ đường chuẩn, hai cái tay mình bóp đè vô cái đường chuẩn và mình đẩy như vậy khoảng 20 cái. Mọi người nhìn đây, tác động lên cái cước đường chuẩn rồi. Bây giờ hai ngón cái ta đặt ở ngay chỗ động mạch cảnh, và khi mà do được động mạch cảnh rồi, ta bơm máu lên. Và chúng ta bơm lên 20 cho tới 30 lần. Bơm máu lên rồi, bây giờ chúng ta vê cái vành tai ngoài, vê cái vành tai ngoài, vê đều từ dưới lên trên. Là khi mà vê cái vành tai trong xong rồi mà nghe nó đau chỗ nào thì vò cái chỗ đó và thiệt mạnh, mình làm cho thiệt mạnh cho nó nóng tay lên. Không, tôi nói nghe nè, ngón trỏ đút sâu vô tay, thấy chưa, đút sâu vô đó nè, rồi tôi nắm đi, tao kéo ra,
kéo bánh ra, móc ra, móc ra, kéo 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 tay tay ấm nóng bớt bớt ù đi à, bớt ù đi á, rồi còn gì, hai tay nóng lên và cái tay lại bớt ù, bớt ù em à, rồi nghe được thấy không, thì nó mới tác chứ, đó từ ở ngoài xong rồi mình vô tới trong thấy chưa, ta cào cho nó nóng cái tay nè ha, rồi sau đó ở ngoài này thì chúng ta con cái ta nải ra, rồi con cái ta nải ra móc ra, rồi con ngái cái nè đại ra, thấy chưa? Rồi ở đây tôi về không? Đó là mọi người thấy là mình phải làm tích cực thì mới được. Sau đó là nhìn cái ngón cái tôi nắm đây hết, rồi nè nắm nè, đó thấy chưa? Rồi đưa cái tay vô móc ra nè, chúng ta dùng hai cái tay nhìn đi nha, đây. Bất ngờ nghe rõ rõ nè. Bác nói tôi nghe rõ. Thì như vậy. Thấy chưa? Đây nè. Mình làm cho nóng lên thấy chưa? Rồi xong rồi nè. Mình lấy cái tay này nhìn này, ngón cái này ha. Mình đặt đây nè. Đây nè, thấy chưa? Kéo ra, móc ra. Rồi ngón cái đúng vô đây. Nãy ta. Tam con. À, bác đó mà bác này chút xíu á là sau khi mình làm một tí á thì bác sẽ rồi, cái lùi giò nè, cho máu nó vô tay nè ha. Rồi, tôi bấm tay này vô nè, ha, tôi bẻ nè, rồi ngón cái nè, móc nè. Rồi cái nè, này nè, cái cục thấy không? Rồi, bây giờ ta làm cái phần này mới ghê, thấy không? Điều chơi giỏi hả em? Có hả? Thôi chắc là hơi nghe được. Có nghe được. Thôi thôi, nghe thấy không? Rồi về mẹ chữa nữa, mốt con nói được, nghe được. Ngon lành đúng không? Bây giờ nó tỉnh. Có đỡ hơn một tí nè, là bên tay phải em bị cái này lâu rồi, bây giờ nó đỡ rồi đấy, sao chị nói thử nghe, nó đỡ kêu o hơn, nó đỡ kêu o nè, bác sao bác em, bác nghe thế nào, cứ nói bà sát không, tay thì đỡ ù, tay đỡ ù hai bên tay nóng, mà nó đỡ ù rồi em, rồi nghe rõ, nghe rõ, nghe rõ, nghe rõ. Nó kêu khẽ đi chút. Nó kêu khẽ đi chút. Rồi. Này có đau không? Đấy trước. Không đau. Thấy nó hai bên tai nó nhẹ à, nó nhẹ à, nó nhẹ hơn nha. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635.
chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.